An Giang phát hiện thi hài nhà sư còn nguyên vẹn sau 6 năm chôn cất. Bất ngờ phát hiện thi hài của vị hòa thượng vẫn còn nguyên vẹn sau 6 năm ngày nhà sư qua đời, được nhà chùa cải táng hài cốt. Cách trung tâm huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang khoảng 10 km hướng về Ủy ban Nhân dân xã Ô Lâm, ngôi chùa Khom Pờ Lưng nổi tiếng về câu chuyện nhục thân của một nhà sư không bị phân hủy dù ông đã mất hơn 6 năm nay. Đó chính là thi hài của hòa thượng Châu Tinh. Các sư thầy ở đây cho biết, hòa thượng Châu Tinh tu học tại chùa từ năm 13 tuổi cho đến năm 2014 thì ông mất ở tuổi 79. Theo nghi lễ thì vào tháng 3 năm 2020, phần thi thể hòa thượng Châu Tinh sẽ được cải táng sau 6 năm. Đáng kinh ngạc là khi mở nắp quan tài, thi hài của hòa thượng Châu Tinh vẫn còn nguyên vẹn, không hề bị phân hủy. Nhà chùa đã quyết định xây dựng lại ngôi bảo tháp khang trang hơn, sau đó thì làm lồng kính để thi hài của hòa thượng vào bên trong. Theo quan sát thì bên dưới lớp áo cà sa, thi hài của hòa thượng Châu Tinh vẫn còn nguyên vẹn, chỉ khô lại chứ không phân hủy. Hai tay của hòa thượng thì chấp vào nhau. Cho đến nay thì vẫn chưa đưa ra được một lời giải thích thuyết phục cho hiện tượng bất hoại của thi hài, và đây vẫn còn là một trong những câu chuyện lạ đang được đồn đoán ở An Giang.